Cao thủ TikTok tập 32. Gia đình nào mà tên về lớp? Dạ cháu chào bác Tuyết ạ. Xin chào thầy Bell. Nếu bác vượt qua được 8 trên 10 câu hỏi dưới đây, bác là một cao thủ TikTok. Dạ bác sẵn sàng chưa ạ? Vào việc luôn thầy. Đây là bài hát gì? Đô tục 2. Đây là TikToker nào? Alo bạn ạ. Bác xem có thể giúp được không? Đây là giọng nói của TikToker Vitamin nào? Vitamin phiên bản mới với thiết kế màu vàng sang trọng. Sứ trong mắt kim cương. TikToker ông anh thích nấu ăn, chị Vani, tiếng khẩu trang, quê ở đâu? Bác biết mỗi ông anh thích nấu ăn ở Sài Gòn thôi. Kể tên hai gia đình trên TikTok. Baby Combo Hope và Phương Min. Hùng Văn Hùng là tên thật của TikToker nào? Ui giời, Hùng bá vua tiền tệ. Bác xem suốt. Đây là giọng hát của TikToker nào? Chính là thầy Bell U40. Bác hãy kể một hành động vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng trên TikTok. Có hành động bạo lực nhưng mà bác chỉ diễn thôi, chứ bác có làm thật đâu. Đây là trend gì ạ? Hôm qua tắt nước đầu đi. Dạ tắt nước đầu đi nha. Và một cách để video dễ lên xu hướng là gì ạ? Là rủ gia đình cùng quay cùng. Gia đình nào học em đây là cao thủ TikTok nha. Dạ cháu cảm ơn gia đình ạ. Cao thủ TikTok tập 34. Văn Hiếu, Thế Phong. Chào Văn Hiếu và dạ, Thế Phong. Dạ, chào chị Bell. Nếu hai bạn vượt qua được 8 trên 10 câu hỏi dưới đây, hai bạn là cao thủ TikTok. Sẵn sàng chưa? Dạ, lần này thầy ơi. Đây là bài hát gì? Bài này nghe quen quen. Phi hình ra, đúng rồi. Đây là TikToker nào? 1, 2, 3, bé ra hơn. Đây là giọng nói của TikToker nào? À, chị Đinh Trang Thảo. Đi vào chỗ trống. Thảo thính khiến bao nhiêu cô cùng rung động. Thầy có thầy không? Kể tên hai cặp đôi hay phát cơm chó trên TikTok. Top 1 nha, top 1 nha. Còn top 2 là Bùi Thịnh Băng và Cindy. Chính xác. Kể tên ba TikToker hay hát hò trên TikTok. Xong nhi. Có cái anh hay bận quần xà lỏn với lại cầm cái đờn hát à, anh Ngô Đình Nam. Còn một người đó, thầy Bell. Nguyễn Thị Thu Trang là tên thật của TikToker nào? Hey, không biết anh biết không ta. Chị Trang Rừng chứ ai. Trời ơi giỏi vậy. Chính xác. Một cách để tăng tương tác cho livestream trên TikTok là gì? À cái này á thì mọi người phải tổ chức chơi game nè và tương tác với mọi người đang xem. Đây là trend gì? À đó, trả từ đó má. Trời ơi giỏi vậy. Chính xác. Một cách để video dễ lên xu hướng là gì? Dạ, top 1 là cho người yêu. Mà mấy bạn phải ráng kiếm người yêu đi nha. Chứ tôi hả, là tôi có người yêu rồi nè. Chính xác. Yeah, Văn Hiếu, Thế Phong là cao thủ TikTok. Cao thủ TikTok, tập 30. Mai Kim Liên. Chào Mai Kim Liên. Chào bé Bell. Nếu bạn vượt qua được 8 trên 10 câu hỏi dưới đây, bạn là một cao thủ TikTok. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi ạ. Đây là bài hát gì? Về nhà em nuôi. Ở đây có ai muốn về nhà em nuôi không ạ? Đây là TikToker nào? Trời ơi, Trung Thị Trung bồ em. Đây là giọng nói của TikToker nào? Như là tôi chiều kem quá rồi nên kem hơi đúng không? Trời ơi, con cái lửa đâu được. Chào em quá dương. Trần Phi Đức là tên thật của TikToker nào? Trần Phi Đức chính là đối thủ PK luôn bà với tay em Trần Đức Bò. Điền vào chỗ trống. Nếu sáng mai đi làm sớm, em sẽ cười cho anh xem. TikToker Đỗ Đạt, Khải Cà Khịa, Lê Long An làm về nội dung gì? Hãy nhìn nha. Em chỉ làm đúng một lần duy nhất, em không làm lại lần thứ hai. Nhìn cho kỹ. Chính xác. TikToker Thầy Bell U40 Huỳnh Ái Vy đến từ đâu? Trời ơi, Đồng Hương, Đồng Hương. Đó chính là Đồng Nai xinh đẹp yêu dấu à. Anh em 60 rồi à. 60 ngày định, anh em Đồng Nai ngày định. Một cách để tăng tương tác cho livestream trên TikTok là gì? Mời đi tay với Lico à. Ông Tu là dẫn đầu luôn, ông Tu là hot luôn nha. Đây là trend gì? Trời ơi, nghề, nghề của em, nghề của em. Tình yêu xuất sống vì em tôi lại đẹp như xanh. Anh xin luôn bên em, nên đừng ngại chương anh. Chính xác. Câu hỏi số 10. À, từ từ. Hình như là chính câu chúc em đúng hết, đúng này. Đúng rồi. Chúc em đúng hết. Ờ thì vậy thì đọc lẹ lẹ đi, đang trả lời đúng nốt luôn đi làm công việc em cũng bận lắm, em là con ngồi của công việc á. Đừng để mất thời gian của em, nhanh giùm em đi, nhanh giùm em. Câu hỏi cuối cùng, một cách để video dễ lên xu hướng là gì? Trời dễ, mọi người hãy cover những bài hot trend. Chẳng hạn giống như là yêu là vui, chân vui hay nhòa là vui. Ê vô, tôi là Liên Cô, là cao thủ TikTok. Mấy chị cần sao ráng ráng được nghe nha. Ôi Liên, ôi Liên. Cao thủ TikTok tập 33. Vợ chồng sáng đá. Dạ hai đứa con chào thầy Bell. Chào vợ chồng sáng đá. Nếu hai bạn vượt qua được 8 trên 10 câu hỏi dưới đây, hai bạn là cao thủ TikTok. Sẵn sàng chưa? Nhiều mà không chơi. Tới công chuyện luôn. Tới công chuyện. Đây là bài hát gì? Chiếc bụng đói. Chính xác. Đây là TikToker nào? Chí Phan Thịt Bò. Đây là giọng nói của TikToker nào? Hoàng Lam. Food đi. Chính xác.
kể tên hai TikToker hay phát cơm chó trên TikTok. Hồng Sơn Phạm và Văn Hiếu. Chính xác. Đây là giọng hát của TikToker nào? Phương Mỹ Chi. Chứ ai nữa. Series mấy món mì Hàn là của TikToker nào? Anh Duy Đập Ba. Anh Tiêu Minh. Chính xác. TikToker Thảo Táo Tàu, Lê Long An, Ngô Chí Khánh, Văn Quỳnh Như có điểm chung là gì? Em biết không? Không biết thầy ơi. Món ăn nào đang hot nhất TikTok? Dầm kem ăn trong nồi. Đây là trend gì? Halloween 2021. Chính xác. Một cách để video dễ lên xu hướng là gì? Phát cơm chó. Vợ chồng thiên đá là cao thủ TikTok. Bye bye. Cao thủ TikTok tập 35. Trăng rừng. Hello Trăng rừng. Trăng thấy biết không? Nếu bạn vượt qua được 8/10 câu hỏi dưới đây, bạn là một cao thủ TikTok. Sẵn sàng chưa? Nhiều mà không chơi à thầy. Đây là bài hát gì? Vắt Ngọc Ngà. Đây là TikToker nào? Mã Cảm Võ Thành Ý. Đây là giọng nói của TikToker nào? Hả? Lê Bộc. Ngô Phương Thảo là tên thật của TikToker nào? Câu này em chịu. Đây là giọng hát của TikToker nào? Thảo Táo Tàu. Kể tên ba TikToker làm nội dung hài hước trên TikTok. Đinh Trang Thảo, Lê Long An, Long Phương. Kể tên hai series trên TikTok. Cao thủ TikTok của thầy Beo 40 và tình yêu sóng biển của Khải Cá Kiện. Hãy kể một hành động vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng của TikTok. Tùy tiện đăng lại video của người khác. Đây là chuyên gì? Nội trợ tranh sản. Một cách để video dễ lên xu hướng là gì? Ra video có nội dung đều đặn, không bị nản chí khi bị flop. Flop chỗ nào thì mình đứng lên chỗ đấy. Yes, tôi chân rừng, cao thủ TikTok. Cảm ơn chân rừng. Cao thủ TikTok, tập 31. Simon Phan. Chào Simon Phan. Hello thầy Beo. Nếu bạn vượt qua 8/10 câu hỏi dưới đây, bạn là một cao thủ TikTok. Sẵn sàng chưa? Dạ, hết công chuyện luôn thầy. Đây là bài hát gì? Dân chơi sớm. Chính xác. Đây là TikToker nào? Cáo nhỏ. Đây là giọng nói của TikToker nào? Cách kiểm tra người mình có bồ hay không? Tin đang ngôn. Chính xác. Trương Phạm Tuấn Vinh là tên thật của TikToker nào? À, dạ là của Vinh Gấu. Chính xác. Cô gái này đang xoay về phía bên phải hay bên trái? Trời ơi, xoay bên nào trời? Sao khó gì vậy nè? Kể tên hai cặp anh chị em trên TikTok. Tính Nguyễn và Song Nhi. TikToker Kavi Lame là về nội dung gì? Cặp khỉa hàng. Hãy kể một hành động vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng của TikTok. Những video có thông tin gây hiểu lầm hoặc là kích động thông tin. Đây là trend gì? How you like that? Một cách để video dễ lên xu hướng là gì? Review và reaction những thứ đang hot. Tôi là Simon Fan, cao thủ TikTok. Cảm ơn thầy Beo.